Hello, đây là hướng dẫn ôn bài của Unit 7, Math Things, Lesson 3. Number 1, Listen and Take. Với bài này thì các con sẽ được nghe, cô cho nghe, gửi audio nghe và các con sẽ nghe và chọn từ cho cô nhé. Number 2, Circle the old one out. Với bài này thì các con sẽ khoanh tròn vào từ khác loại, thế nhỉ? Và bài number 3, Look and Match. Với bài này thì các con sẽ quan sát tất cả các hình ở cột bên tay trái. Sau đó con sẽ đọc các câu ở cột bên tay phải và tìm các câu tương ứng với các hình nhé. Ví dụ như là This is my ring. Các con nối vào hình nào bên đây? This is my watch. This is my umbrella. Đó, các con sẽ quan sát xem lại các từ vựng này. Sau đó nghe hướng dẫn của cô để làm bài nhé.